Đồng hồ ông Tây đánh chuông. Ba mươi tám cm. Chiếc này được ráp từ máy Zabi. Máy Zabi thì gọi là bền vô đối thủ. Kính mo. Đây ạ, kính mo đây. Số nổi. Mời các bác nghe lại chuông. Trong Zalo và Facebook có nhiều hình ảnh chi tiết trong máy, các bác sẽ được xem những cái hình ảnh về máy Zappi lớn vàng ươm với hai ổ cóp còn nguyên zin. Mình có thể treo như thế này hoặc là mở cái chốt ra, đẩy cái cây này vào và hạ xuống.